Tao không có sợ nữa. Tao nói thiệt mày ha. À, tao nhờ ăn vậy mà ngày nay tao mới được vậy nè ha. À, đúng rồi. Tao dám xưng tao là chủ trì của miễu ba dàm ở tổ 48 xã Bình Mỹ huyện Củ Chi thành phố. Miễu ba dàm đó là dữ rồi, là chuyên gia đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đó. Đúng rồi. Đi vậy. Con trai với mặn. Đúng rồi. Ba già là quá dữ rồi. Ừ. Ba già lường gạt người ta đó cái mạng đúng rồi. Mày kêu đi cho nên ngày mai vợ bắt mày vô tù. Lừa đảo lường gạt người ta nè. Mày nhảy đó không? Ủa miễn mày lên quá à, tao có đặt nè. Mày buồn nhảy, mày buồn mày chém tao nè. Quắc ai thèm cắn. Ủa thôi chung đây mày nằm hồi nào mày biết tao đúng quá. Mày nói chung đây mày làm rồi mày mới biết tao đúng quá. Tao mà tao chui vô đó, tao mày banh luôn á. Gì? Kêu mấy thầy mày á, chịu hết băng mấy thầy mày lại đi cắt tao nè. Chứ tao sợ lắm, tụi ấy thà cái thứ thầy đó chứ tao cũng sợ con nào thằng nào rồi đó. Đúng rồi. Bây giờ tụi ấy là cái lũ ăn cướp. Ngày mai người nào không đăng lên mạng người đó là con dòng họ là con thôi. Nếu người nào đăng lên người đó thì mai mà mày không người nào không đăng lên mạng người đó là con. Đúng, y vậy. Mày cứ ngày mai mày đón cái clip này mày coi trên mạng nha. Tao là chủ tịch của thằng Nguyễn Thị Nga nè, tao làm nè. Đúng rồi. Cái con bùi thì không ai, cái con ai cướp. Ngày mai lên mạng cho tao nha. Đúng rồi, ngày mai đón coi trên mạng, tao sẽ cho lên mạng. Ê, đủ má quăng được chứ trúng tao là chết mẹ nha. Chết cái lục quay à. Ừ. Rồi, tao chết mẹ. Mày lấy cái gì mà mày ấy. Ừ. Mày trúng mày nát mày chịu mày chứ. Đúng rồi. Anh làm hết luôn đi. Ta à, còn nhiều bưng hết xuống luôn đi. Ta làm hết. Đi. Hỏi về đi nghe nè, phải hả? Đó. Bây giờ anh nhớ đây ở trong mắt ở đây. Anh đã biết cái miễu này tôi làm chủ trì mấy tôi năm nay rồi. Mà hôm nay nó vô đây cái quyền đâu? Năm tháng rồi cái quyền có ai giải quyết gì đâu. Hồi nãy nó tụ tập nguyên một bầy. Nó cút máy đây rồi công an cái quyền không? Thì có ai báo rồi tôi vô đã tôi nói. Rồi báo cái gì? Năm tháng rồi báo với quỹ ban năm tháng rồi. Chứ không phải là năm ngày. Mà tôi đã gửi cái đơn ngày 9 tháng 4, tôi yêu cầu ủy ban thực hành theo cái biên bản ngày 28 tháng 2. Nếu ủy ban không giải quyết dọn dẹp tháo dỡ để cho tôi cúng bái cái lễ 16 tháng 3 mỗi năm đây, tôi sẽ tự phá. Đáng lẽ cái tượng đó tôi cũng không nỡ đặt đâu. Nhưng mà con này nó chậm, nó ra, nó nói đất của nó rồi. Tôi nó quay phim tôi bảo cứ quay đi, tôi dọn khỏi máy luôn. Bây giờ anh biết cái điểm này từ xưa giờ tôi chỉ cúng bà thôi. Mà bây giờ nó bà cho cúng bà con ăn cái ghế đó nó cũng để đầu nó cúng. Cái gốc cây nó cũng để trong nhà nó cúng, nó cúng cái gì? Bây giờ tôi chỉ cần nó giải thích cái hai cái chữ tùy hỷ với chữ trong bích này cho tôi đây nghe em. Ở nghe bây đi bây giờ này chị Diệu ra đi, để nay là có các chính quyền giải quyết. Bây giờ em công an. Nè nhớ em là công an ở đây, em biết cái miễu này là của họ mà. Cái nào nó có từng phần, cái nào hai có từng phần đó. Rồi anh ba, bây giờ mẹ nếu mẹ đập đồ là sản hư rồi bắt mẹ em đi. Thì mời về ngoài để làm việc. Mời luôn bên đây về. Đúng rồi. Để ngày mai báo cáo với bạn thường quan. Anh có mẹ không? Không, ta mời luôn bên đây. Mời là phải làm biên bản cho tôi. Mời là phải làm biên bản. Mời về. Sao mời về phải làm biên bản? Để vì tôi là dân lương thiện chứ không phải ăn cái ăn cướp như con bùi thì con mai vậy. Nó rất hạnh diện, về nó ăn cướp nhiều lần quá rồi. Công nhân có việc giám sát. Giám sát phải làm việc. Thôi bảo ví dụ công dân của mình giám sát có tôi yêu cầu nó quay lại đây công dân của mình giám sát.